Thưa ông Quốc Cơ bị ông Trump đưa ra một cái chi tiết. Ông Trump bảo rằng ông Quốc Cơ là cái người mà ủng hộ cái hiệp ước, cái thỏa thuận nguyên tử với Iran. Nhưng mà thực sự ra ông Quốc Cơ là người chống cái đó. Thế thì ông Trump giờ phút này đang muốn thông qua một số dự luật mà tại sao lại đi đánh ông Quốc Cơ như thế? Để bây giờ bị một cái đòn rất nặng ông Quốc Cơ mà ôi đây không phải là một cái show truyền hình đâu nhá. Ông Trump đừng có hành xử như thế vân vân. Cái hậu quả nó sẽ ra sao? Dạ. Cái chuyện mà Tổng thống Trump xung đột với các nghị sĩ cùng trong Đảng Cộng Hòa là chuyện mà nó đã xảy ra từ đầu năm đến giờ rồi. Điều đặc biệt đó là ông Trump nhắm vô ngay cái người gọi là đứng đầu các nghị sĩ Cộng Hòa ở trong Thượng viện là ông Cornell. Cái ông Cornell đó là cái người thu xếp mọi chuyện ở Thượng viện, bởi vì rằng trên nguyên tắc thì Thượng viện không có chủ tịch, cái người chủ tọa Thượng viện là vị ông Phó Tổng thống. Thì cái ông mà trưởng khối Cộng Hòa ở Thượng viện chính là cái người gọi là nắm giềng mối. Ông ấy muốn Thượng viện bàn chuyện gì, ông ấy muốn Thượng viện bác bỏ cái chuyện gì thì ông ấy là người có quyền quyết định. Thì cái ông Cornell là cái người mà bị ông Tổng thống Trump gọi là đá nặng nhất, nặng hơn ông Corker nhiều. Sau khi mà Thượng viện ban ra bàn cái dự luật để mà thay thế cái cải tổ y tế của ông Obama, cái chuyện đã không thành. Thì ông Trump đã nhiều lần phải nói là xì vả cả cái Thượng viện, cả cái Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện, và đặc biệt nhắm vào cá nhân ông McConnell. Thì cái ông trưởng khối đa số của Cộng Hòa Thượng viện, ông ấy đã giận lắm rồi. Và không những thế, những cái nghị sĩ khác mà tỏ ra bất đồng ý kiến với lại ông Trump, dù những nghị sĩ đó cùng Đảng Cộng Hòa, thì ông Trump cũng lôi tên ra để mà ông ấy chỉ trích. Thành ra trong cái vụ này đó, đó là ông Cornell với lại ông Corker chỉ là hai cái người gọi là tiêu biểu mà đang xung đột với lại Tổng thống Trump mà thôi. Chứ còn giữa Tổng thống Trump với lại các nghị sĩ Cộng Hòa còn rất nhiều cái xung đột khác. Nhưng mà cả hai bên họ phải dựa vào nhau. Là bởi vì rằng cái việc chính trong cái việc cai trị nước Mỹ là gì? Là làm ra luật. Làm ra luật tất cả mọi người phải theo. Mà khi ông Tổng thống muốn làm luật thì phải đi qua Quốc hội. Nếu ông Tổng thống với Quốc hội mà không thể hợp tác với nhau được đó, thì không thể làm cái gì được. Tức là cả hai cùng thất bại. Thì nếu ông Tổng thống với lại quý vị nghị sĩ Đảng Cộng Hòa mà muốn chứng tỏ cho dân chúng thấy là chúng tôi có làm việc và làm việc có kết quả, thì họ vẫn phải cộng tác với nhau. Thưa ông, người ta định nghĩa một phần của chính trị là nghệ thuật về thỏa hiệp. Tổng thống Trump là người ra ứng cử với tính cách là Đảng Cộng Hòa. Và bây giờ thì ông đánh Đảng Cộng Hòa cũng không có nhẹ lắm. Tôi đọc một số những cái bài trên các mạng Internet thì người ta đề cập đến một cái ý kiến này nó có vẻ hơi lạ tai một chút. Họ bảo là ông Trump hình như là ông muốn phá cái Đảng Cộng Hòa hay sao? Mới hành xử như vậy. Liệu một cái chuyện như thế nó có thể xảy ra? Dạ, thưa cái chữ phá đó, trong giống một kép đó, thì nghe nó mơ hồ, nó có thể hiểu lầm. Nhưng mà có xung đột giữa Tổng thống Trump với lại những người gọi là lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa mà có cái vai trò lãnh đạo đó từ lâu rồi. Thì ông Tổng thống Trump, ông ấy muốn là thay đổi cái lớp lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa. Những cái người mà đã từng gọi là cầm trịch cho Đảng Cộng Hòa từ lâu nay đó, thì theo ông Trump rồi đó là không tốt. Ông ấy muốn là thay đổi, mà có thể thay đổi ai? Tất cả những cái người như là chủ tịch Ủy ban Ngoại giao, chủ tịch Ủy ban Nội vụ, là tất cả các chủ tịch ủy ban, và trên hết là cái người gọi là trưởng khối Cộng hòa ở Thượng viện. Thì ông Trump và ông ấy muốn là có những cái người mới đóng những cái vai trò đó, mà những người đó hoàn toàn đồng ý với ông Trump. Tuân phục không? Dùng có thể dùng chữ tuân phục nữa. Cái chữ đó mình dùng thì nó có nghĩa xấu, có cái nghĩa coi thường người ta quá. Tôi không tránh không có dùng cái chữ đó. Nhưng mà ông Trump muốn những cái người mà luôn luôn đồng ý với mình. Cái điều đó thì ai cũng hiểu rồi. Bất cứ ai mà tỏ ra không đồng ý với ông ấy dù một chuyện rất nhỏ
thì ông ấy cũng để thì giờ để mà tweet, để mà đả kích người ta. Và ông ấy quan tâm đến cái chuyện đó quá nhiều đi. Vâng. Quá nhiều trong một ngày, nó không hiểu ông ấy dùng bao nhiêu thì giờ để xem ai yêu mình, ai ghét mình. Đánh lại liền. Và ai mà ghét mình thì mình phải trả đũa liền lập tức. Ông nói như thế là chúng tôi nhớ là khi mà nó xảy ra cái trận bão Maria đánh vào Puerto Rico đó, thì chỉ vì một cái câu nói của cái bà thị trưởng ở bên cái thành phố San Juan ở bên đó, bà bảo rằng các ông lãnh đạo ở bên Washington DC ơi, chúng tôi chết đến nơi rồi mà các ông chả cứu gì chúng tôi cả. Thế là trong một ngày thứ bảy thôi, Tổng thống Trump trong 11 tiếng đồng hồ gửi ra 18 cái tweet đánh bà và đánh cái cộng đồng ở bên Puerto Rico. Thì thực sự ra rằng hiểu ông Trump là khó lắm đấy. Vâng, người ta hay nói rằng hiểu được người đàn bà là khó, nhưng mà hiểu ông Trump lại còn khó hơn. Thưa ông, chúng ta chỉ còn 2 phút của phần đầu tiên để hỏi thế này. Với cái tình hình hiện nay đó, một bên lãnh đạo hành pháp, Tổng thống là Cộng Hòa, một bên là Quốc hội, đa số nắm mọi thứ là phía bên cũng là Cộng Hòa luôn. Mà chính hai phía Cộng Hòa và Cộng Hòa choảng nhau kiểu này đó, thì mọi việc hình như là nó chả đi tới đâu cả, nó cứ đình trệ mãi. Tôi không nghĩ như vậy. Cuối cùng các nhà chính trị đó, họ sẽ tìm ra cái cách thỏa hiệp, bởi vì chính trị là thỏa hiệp. Nhưng mà cái mối lo không riêng là cái xung khắc giữa ông Tổng thống với lại các lãnh đạo Cộng Hòa ở Thượng viện và ở Hạ viện luôn đó. Cái điều mà người ta còn lo hơn đó, là trong nội bộ của chính phủ Trump cũng có những cái xung khắc, và cái đó làm có thể chính phủ bị gọi là trì trệ rất nhiều. Thưa khán giả, ông Ngô Tiến Dũng vừa mới nói rằng chính ở trong nội bộ nội các của Tổng thống Trump cũng có những xung khắc. Vậy những nhân vật nào mà xung khắc với Tổng thống Trump và xung khắc trên những cái hồ sơ nào về mặt quốc tế, chung như là nội bộ của nước Mỹ? Đó là phần 2 của chương trình ngày hôm nay.